tôi vào khu đô thị Aqua City, một là tham quan, hai là để xem đến cái mô hình của cái khu đô thị mới của nhà mình. Chúng tôi thấy nó yêu quý lắm, có sông, có nước, gần đô thị, gần thành phố, mà rất phù hợp với cái tuổi của chúng tôi, nhất là khu miền Nam khí hậu được càng tốt. Gia đình nhà tôi cũng có chủ trương là vào xem xét và cũng có ý định để đầu tư, cũng làm một cái của để lại cho con cháu. Các cháu cũng rất thích ở cái khu miền Nam mình, nhất là những khu như thế này. Hệ sinh thái và không khí ở đây rất là mát mẻ và trong lành. Mình thấy vị trí đây là rất là đẹp. Mình cứ thích lúc nào cây xanh, nước thì mình không chê cái gì ở đây. Đối với bản thân mình thì là đáng sống. Giao thông thuận tiện lên Sài Gòn cũng gần. Khu du lịch ấy cũng là thuận tiện. Đâm ra là mình thích ở đây. Sau này mình cũng muốn gia đình mình vào đây an cư luôn. Chúng tôi cũng có mơ ước một chỗ như này để dưỡng già. Khí hậu rất mát, không khí ở đây rất trong lành. Theo con mắt của cô thì cô rất ưng. Cách thiết kế và quy hoạch rất là hợp lý, hài hòa. Những cái dáng dấp như là châu Âu ấy, rất là đẹp. Cho nên là chúng tôi già rồi nhưng mà rất thích. Là vợ chồng tôi là cũng muốn là định cư ở đây lâu dài. Xung quanh thì cây cối rất là thoáng mát, rất là hợp lý với người già, nhất là những chúng tôi sức khỏe kém đi, để cho nó đảm bảo sức khỏe lâu dài. Tôi cũng đi thăm nhiều dự án, nhưng mà đến Aqua City này thì tôi thấy rất là hài lòng. Đặc biệt là khí hậu ở trong này cảm nhận rõ rệt, rất là đáng sống, đặc biệt đảm bảo cho sức khỏe.